Dự báo giá tiêu ngày mùng 9 tháng 9 năm 2024, mục tiêu ngành hàng xuất khẩu tỷ USD đã trong tầm tay tại giá tiêu thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội hồ tiêu quốc tế IBC, kết thúc phiên giao dịch gần nhất. IBC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia duy trì ở mức đạt 7.578 đô la tấn, giá tiêu trắng muôn to ở mức 8.923 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta 570 của Brazil ở mức 7.500 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta của Malaysia lên mức 8.800 đô la mỗi tấn, tăng 3,41%. Giá tiêu trắng Asta của nước này đạt 10.900 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ổn định ở mức 6.600 đô la tấn với loại 500 gam mỗi eo, loại 550 gam eo ở mức 7.000 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng ở mức 9.300 đô la tấn. Mặc dù giảm trong phiên giao dịch vừa qua nhưng so với đầu năm nay giá tiêu hiện đã tăng khoảng 84, 88 và gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ, EU, châu Á và Trung Đông đều ở mức cao, qua đó góp phần đẩy giá tiêu lên mức cao nhất trong 7 đến 8 năm trở lại đây. Với thị trường Trung Quốc, nhập khẩu tiêu của nước này cũng đang có sự cải thiện sau khoảng thời gian trầm lắng trong những tháng đầu năm. Điều này hứa hẹn sẽ tác động tích cực đến giá tiêu trong thời gian tới. Số liệu của cơ quan hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu hồ tiêu của Trung Quốc trong tháng 7 vừa qua đạt 1.965 tấn, trị giá 9,2 triệu đô la tăng gấp 2,1 lần về lượng và 2,3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Với khối lượng nhập khẩu tăng mạnh trong hai tháng gần đây, tổng nhập khẩu tiêu của Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm đạt 6.594 tấn trị giá 30,2 triệu đô la tăng 21,6% về lượng và 35,2% về trị giá so với cùng kỳ. Giá tiêu nhập khẩu của Trung Quốc đạt bình quân 4.587 đô la mỗi tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường cung cấp tiêu chính cho Trung Quốc hiện nay vẫn là Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Brazil. Sản lượng hồ tiêu trong nước cùng với sản lượng hồ tiêu ở các nước khác như Brazil, Indonesia được dự báo giảm trong năm nay và điều này sẽ tạo áp lực lên giá tiêu trong các tháng cuối năm giá hồ tiêu dù có biến động bất thường nhưng vẫn trong chiều hướng đang phục hồi tăng trở lại là tín hiệu lạc quan mang đến nhiều hy vọng cho người trồng dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục biến động bất thường trong thời gian tới tại thị trường trong nước giá tiêu hôm nay ngày mùng 8 tháng 9 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Bộ các vùng trọng điểm giảm 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 152.000 đến 153.000 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông là 153.000 đồng kg. Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua xuống mức 153.000 đồng kg giảm 1.000 đồng kg với ngày hôm qua. Giá tiêu chư C và Lai Thu mua xuống mức 152.000 đồng mỗi giảm 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu đắt nông hôm nay xuống mức 153.000 đồng kg giảm 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Dự báo giá hồ tiêu ngày 99-2024 đồng loạt đi ngang, sau khoảng thời gian duy trì ngưỡng 145.000 đến 150.000 đồng mỗi kg, nhiều bên tin rằng giá sẽ khó tăng mạnh như trước cho nên trong tuần ghi nhận khối lượng giao dịch lớn trên thị trường nhiều bà con nông dân cũng tranh thủ đợt này bán ra để chốt vốn kéo giá tiêu đi xuống